Mời quý vị đến với bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng dự báo tuần tới từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5, các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay Bắc và Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to vào chiều và tối. Dự báo khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, khoảng từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5, khả năng nắng nóng diện rộng. Tây Nguyên Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ra nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Chuyển sang thông tin thời tiết trong tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay nhiệt độ đã giảm so với hôm qua. Ban ngày trời có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C. Chiều nay, khu vực tỉnh Quảng Ngãi nhiều nơi đã có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi mưa trên 50mm. Vùng núi có nơi mưa to. Riêng khu vực Giá Vực có lượng mưa từ 30 đến 75mm. Còn ngày mai, ngày 6 tháng 5, dự báo ngày mai nắng nóng còn tiếp tục diễn ra trên khu vực với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C ở vùng núi và 34 đến 35 độ C ở vùng đồng bằng. Trong những ngày tới vào buổi chiều tối trên khu vực tỉnh có khả năng xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi như ở vùng núi và một vài nơi ở vùng đồng bằng. Lượng mưa phổ biến sẽ từ 10 đến 20mm, có nơi trên 50mm. Quý vị cần đề phòng có lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông và đề phòng khả năng xảy ra sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Thưa quý vị, khi đang đi ngoài đường mà gặp các dấu hiệu của cơn dông như mây đen, gió mạnh thì cần tìm nơi tránh trú mưa và tránh xét an toàn, không trú dưới gốc cây, tránh xa các vật dụng kim loại. Và sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, chiều có mưa và dông. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, đến nhiều mây, có nắng, chiều có mưa và dông. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa và dông. Thị trấn Ba Tơ, không mưa, ngày nắng, chiều có mưa và dông, đề phòng có lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt quý vị.